Chào các bạn, mình là Dũng Lực Quy. Và xong rồi, mình đi dạo ở trong phần thư viện Miliwa thì mình cũng đã tìm được một con map kinh dị. Đấy. Uầy, map này tầm 811 817.000 người chơi, người tải ấy, gần 1 triệu. Đấy, thuộc thể loại kinh dị. Rồi ok, và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm thử map này xem là nó như nào nhé. Ui. Mình sẽ tắt âm thanh nhé. Ok. Play. Cái đấy miễn phí khi bạn xem quảng cáo. Cho màn hình sáng lên. Ok, cho sáng lên này. Ok. Giờ ở đây chúng ta có sục này và quản gia để làm gì đấy? Hình như là phải thu hoạch 44 ngôi sao. Ok. Hai 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 cái cần gạt vào một cái nút. Quảng cáo luôn. Một con gà và một bát mì. Ok. Rồi, khởi đầu thì chắc là chỉ có thế thôi. Ok, nhà mình vào đây thôi. Map trông khá là rộng nhỉ. Mình thu hoạch được tiền này. Trên đây nó ghi là tiền túi tiền thì bằng 1, còn mấy con bồn cầu kia thì cũng 3, ngôi sao thì bằng 1. À ok, kiếm đủ 44 điểm, mình nghĩ là vậy. Khó nhở. Ok, mở dương. Hình như từ nãy giờ mình chưa gặp con quái nào thì phải. Đường 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 này đi rồi này. Ôi, đường nào đây? Ồ, đường tắt à? Cái đường này hình như là, ủa, phòng ban đầu mà. Nhưng mà cũng được. Tiện thể mình thu hoạch mấy cái túi tiền. Ok. Ấn vào con mắt cũng được luôn à? Nhưng mà ấn vào mắt tối đi này. Có giường trên đây. Hay quá. Ngôi sao này hình như là đặt ra. Ui. Cái con quái vật Shikibi à? Shikibi xuất hiện khi mà mình đặt đặt cái ấy ra.
đặt cái gì nhỉ, cái mắt ra. Đây này, con mắt này này, mình gắn vào này, mình nhặt được rồi. Nhưng mà khi mình đặt cái con mắt này ra thì mình có vật lý sẽ xuất hiện đây nha, mình thử nhá. Đấy, quan nhìn nhá, CQBG. Mình vẫn sống anh em ơi, vẫn sống anh em ơi, tuyệt vời. 3 tầng 3 à? Ui, thôi, bỏ mẹ tôi rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Không sao anh em ạ, mình sẽ kiên trì để đánh chết con lợn này. Thousand years later. Ok anh em ơi, cũng thời gian trôi qua khá là nhiều rồi, mình đập được từng đây. Đấy, nó chỉ còn tầm 50 máu thôi. Nhờn nè. Đấy, sức mạnh của kiên trì đấy anh em ạ. Ui vãi, nó sẽ được hồi sinh. Sẽ được hồi sinh trong 60 giây tiếp theo. Ok, trong thời gian này thì mình phải tranh thủ để kiếm đồ thôi. Hình như ở kia mình thấy có một cái cửa. Ok, ngay cửa. Vãi hòa. Ôi không, cửa này đéo được. Nhanh nhanh nhanh, hồi sinh rồi. Té 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 té. Không gì đây. Ok ok. Ôi bị đói rồi, mình bị đói rồi. Đi nhà đói khẽ. Sao để làm gì nhỉ, sao để hồi sinh à? Từ đến giờ mình nhặt không biết bao nhiêu loot rồi. Không biết có đủ không. Mình nhặt luôn cả con mắt mà. Không có kiếm nhở. Kiếm mình đi chém tay bò với nó luôn. Sợ ôi. Ồ, vẫn còn cửa này. Đủ. Thề công nhận tìm mấy cái dương này mệt thật. Mình không biết mình đang ở đâu cơ. Đây như như cái mê cung ấy. Sợ vớ vẩn. Vớ vẩn quả này gặp nó thì chết. Cái đường này hình như vào có chữa nhỉ. Ồ ở đây có cái cửa anh em ơi. Ok mở thôi. Ồ anh em ơi, đây rồi đây rồi, thần tài đến, thần tài đến. Thần tài đến. Nút gì đây? Ok. Dăm ba con CKBD này. Nguy hiểm ấy. Cái này như kiểu là phòng tế. Phòng triệu hồi cái gì đó.
Từ từ, trước khi mình lên cái tòa tháp này thì mình phải khám phá nốt cái chỗ này đã. Đúng, đúng. Ừ, đúng rồi. Ok, lên thôi. Gì đấy? À, chả có cái gì. Mình nhiều nút lắm rồi. Làm miếng gà đấy. Hình như là cả này mình chưa vào. Chuẩn bị kiếm. Chỗ này là chỗ ban đầu mà. Đúng rồi. Hình như con quái ở đây này. Mình nhớ mình vừa diễn nó ở cái đoạn. Có tầm 4 không? Phòng này vào rồi này. Phòng này vào rồi này. Phòng này. Phòng chưa vào. Bao tử nhìn đêm. Ok, cái này thì mình cũng thấy cũng có tác dụng ấy này mình ạ. Đây là mình sẽ ăn luôn. Quay sáng trưng. Phòng mới này. À đây, phòng này vào rồi mà. À, vừa đến đây thì mình đi đường này. Đường này hình như là lục rồi. Chắc chắn là đồ ngon. Ok, được 20 sao anh em ơi. Không có gì đặc biệt cả. Còn một đường mình chưa đi. Đường nào nhỉ? Quên mất rồi. À đây, đường xuống tầng 2. Ui dồi. Anh em ơi, anh em nhìn thấy ai đây không? CKBD này.